cái cá đi đi. Nào con đi đi. Đi à. Đấy. Đấy mẹ đấy. Đi 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 đi. Đi, đây cá đi. Đi đâu? Đây. Ở đây. Con đi thôi. Đi. Đây đây đây. À rồi mẹ làm mùi cho nè. Đấy 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 đấy. Làm mùi rơi rồi. Đây mẹ làm mùi cho. Đây mình đi còn còng á, còn còng đi làm á. Thank you.
Đợi mẹ mình một tí xong mình đi về đó. Mình đi về nhà đó.
Nhưng mà chờ ăn người bệnh ăn đục đi. Hả? Không đục đâu. Chờ đục á? Đi đi hỏi lên đây đó. Nó mới đó. Có khi còn vứt không mà.
Rau. Tốt đấy, chỉ cái này rau là kiểu vậy. Mới là nghe. Đây cho mẹ cân này. Gần 11 giờ con bắt đầu mới tan rồi hát rồi đi về nha. Hai chín trường mà. Hai tám mươi trường. Trả lấy mai quả tính. Em nghĩ này, lấy vào hùi chưa? Để nhá. Mình ngồi chơi mặt trí này. Ở đây chơi đi. Anh ơi. Em anh à. Em anh ơi. Đây. Đi đó. Á chà. 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 Mẹ sợ đâu nè. Ừ, đâu con nóng lắm. Con bị ốm mà. Thương thương à. Cho mẹ xem nào. Mẹ
Bị sao? Là mẹ chờ đợi. Con bị ốm. Con bị ốm. Mẹ đi mua thôi cho con. Mẹ đi mua thôi cho nhé. Con bị ốm. Mẹ yêu yêu nhé. Con bị ốm, mẹ đi mua thuốc cho nhé. Mẹ còn con đi mua thuốc nha. Mẹ thường thường à, con đi mua thuốc nhé. Con đi mua thuốc à. Bố, con bị ốm rồi. Thank you.
Đấy, mẹ đi mua thuốc cho con bé. Đấy. Mẹ nấu cháo cho con ăn. Đây, nào. À, chào nhá.
Các ăn xong gọi uống thượng nha. Đấy, mẹ để thế này nhá. Đấy. Mâm mâm. Mâm mâm mâm. Giỏi quá nha. Ăn hết đi. Không cắn kia chứ. Ăn giỏi giỏi xong thì uống thuốc nha. Con bị ốm á. Giỏi giỏi nhá. Ăn hết đi. Đấy. Giận quá. Chắc hết rồi. Quả ăn giỏi giỏi nha. Ăn hết đi. Ăn hết cho uống thuốc này. Hết rồi, này, ăn miếng này thôi. À đó, hết rồi, giỏi quá. Đây, mẹ đi lấy bát khác. Đi pha thuốc cho con nha. Uống thuốc nè. Đấy. Đấy, uống giỏi quá nè. Cảm ơn. Hết hết rồi. Mâm. Mâm. Hết rồi ấy. Ủa uống hết. Này. Uống hết cái này. Rồi, mãi rồi. Đây. Đây, bác cái này gắn. La la la. Dám ra chán của con nhé. Thôi được không chưa chưa. Mát lắm. Đâu mẹ xem nào. Đây. Đi ngủ. Con bị ổn. Con đều đi ngủ thôi. Ăn vào đây một miếng canh nhé.
đây mẹ, đây mẹ, đây 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 đây. Đi ngủ nha. Tí tí nhé. Tí tí đi mẹ.
Đây, xuống tiếp đi, một tí xong đi về nhỏ. Đi bán ốc đó. Ăn chui. Mời dây chi chi một tí nhé. Đi à? Đi tiếp rồi nha. Đi mua về nhà để đi tiếp nha. Ăn thôi. Ăn thôi. Ăn thôi. Ăn thôi. Ăn thôi. Ăn thôi. Ăn mẹ con ăn đi u ăn chưa có con ta con mẹ đi à con đi về đó con đi về thôi con đi về thôi nhà nè. Ăn béo lắm. Ăn tôm béo đấy. Tôm béo. Này. Quá để lôi.
Có không nhỉ? Đây là quyển chim hay lắm nha. Bao chim. Ủa cắm mà kéo bay hướng nước bắn nước. Anh ngâm nước mày. Hôm nay không lên lớp à? Nhưng kiểu mùa này ấy, phải mình nhỉ. Bé ca 220.000 là đem về trả đấy. Là quen rồi. Mua lại đi mà. Dùng tiền đồ của Dung nè. Đi tiền đồ con này con nó không có cần.
To rồi ngã nha.
con người ai ở đây? Con một mình ở đây á? Hả? Mẹ của con đi đâu rồi? Hả? À đấy. Mẹ của con đâu? Hả? Thế đi theo cô nhá. Đi không? Đi nhá. Thế con không có dép đi à? Bị sao? Bị sao? Áo bị sao? Áo bẩn á? Con đói không? Đói không? Đói á? Thế đi theo cô nhá. Cô cho cơm ăn nhá. Đi không? Mẹ của con đi đâu rồi? Hả? Nói cho cô biết đi. Mẹ của con đâu? Hả? Con ngồi xuống đây xem nào. Con ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Xem chân của My nè. Ui, chân của con. Con mặc thế này lạnh không? Lạnh không? Hả? Con mặc quần ngắn thế này lạnh không? Đau không? Đau á? Con không có quần áo mặc à? Hả? Thế mẹ đâu? Mẹ của con đâu? Mẹ đi đâu rồi? Mẹ bỏ con á? Thế đi theo cô nhá. Đi nhá. Đi không? Thế đứng dậy nào. Mẹ con ở đây. Đi theo hai ở đây. Đi theo nhá. Đi. Nãy nhá. Đây, qua đây được không? Đây cô Bình này. Rửa mặt á, rửa mặt sạch sạch á, đây, con lau mặt rồi. Ừ, không có cái gì lau không sạch ô. Đây. Con phải ai về đây? À, bẩn hết rồi, mai em ngủ rồi. Em bé ngủ rồi, thích em bé không? Thế đi theo chị nhé. Đi theo chị nhé. Ờ, em bé ngủ rồi, đi theo chị á. Đi không? Được rồi, rửa sạch sạch rồi, đi nhé. Đi theo chị nhé. Đi ở với chị không? Con đừng ở đây nhé. Đi. Cẩn thận nha.
Đó, tay bị sao ấy? Đây xem nào. Xem tay nào. Ui dồi, con gì đốt thế này? Con ở trên kia con gì cắn mà. Ngứa không? Thế mà về đây ngồi ở đây này. Ngồi ở dưới này. Đây, để đây nào. Ê, vô ngồi cẩn thận á. Ngồi nhiều một tí nè. Mệt quá. Cho em bé xuống nha. Đây ngồi chơi với em bé nhé. Đây. Em bé. Con ngồi em bé. Ở đây nhé. Đây đây ngồi đây. Ở đẹp thế ơi. Đây chơi với em bé nhé. Em đẹp thế. Thank you.
Em phải không nghe không? Con ở đây nghỉ nhé. Đấy. Tắt đi. Mai buổi tối mình dùng nhé. Tắt đi. Tắt đi. Con bị sao? Con ăn à? Tí nữa ăn nhé. Nóng á. Đây, cầm đi. Đây. Cầm ăn nhá. Thổi nhá. Nóng lắm. Ăn đi. Ăn đi. Ăn nhiều không? Lấy bát đây cho cô à. Cô được cho.
ngồi đây nè. Ngồi đây không? Ngồi đây. Ngồi đây đi. Cắt cái này đi, cắt cái này đi. Cắt nhé. Thế để lên đây. Đây. Lên đây. Ôi giật nóng quá. Đi tìm mẹ không? Đi tìm mẹ không? Mẹ đi tìm mẹ không? Đi không? Không đi á? Không đi á? Đi không? Không đi á? Thế ở đây với chị không? Ở á? Chị đưa đi tìm mẹ nhé. Muốn về nhà không? Không về á? Nhà của con ở đâu? Nhà của con ở đâu? Đây mà đẹp bẩn hết luôn rồi. Thank you.
Ăn đi nhanh. Múc ăn đi. Ăn đi. À. Giờ hết rồi mẹ đi múc. Ăn giỏi giỏi nhá. Hết chưa? Hết giá. Đi ngủ lắm. Đi. Ui giời, ra được không? Nhanh lên. Đi ngủ nha. Đi ngủ lên giường nào. Lên được không? Đây. Nào, đi ngủ nha. Đây. Nhắm mắt vào, đi ngủ nhanh. Đợi im nào, đấy, đi ngủ nha. Đây mình lấy dao đi làm dàn nhé.
Thank you.
Thank you.
nhỉ? Ra được không? Đây, tự lấy cho hả? Ừ, tự lấy nhá. Ui, ui, ai ra ra kia. Đây, đây, đây. Kéo ra. Đây ra, đây ra. Ra được. Thank you.
Đâu? Con Toàn đâu? Thank you.
Nhiều ăn nhiều sao con ăn đủ chưa? Hết hết luôn. Mấy quả? Tươi chín được. Linh đi ra luôn nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lấy một quả bé nữa. À, cơm xôi thịt nước cái à? Cái này làm to cá, làm người hai mươi nghìn thôi. Cái này cứ hỏi là thịt chiên nữa, thì cái hết cần cốt lại là. Thịt chiên đấy. Mời bà con, cô dì, chú bác, các anh, các chị, các bạn trẻ đến với gian hàng kem khói của chúng tôi. Cô dì, chú bác, các bạn trẻ đi trên lễ hội kem khói của mình.
thơm ngon của hoa quả. Thơm ngon nhỉ? Thơm ngon, ăn cam khoái có món của nhà tôi. Thưởng thức vị cam khoái Hàn Quốc. Cam khoái Hàn Quốc tươi ngon. Đây là thầy lái này. Xin được phục vụ bà con cô bác, các bạn trẻ đi chơi nhiều trong Hàn Quốc. Xin mời bà con cô bác hãy đến với chúng tôi, các bạn trẻ hãy đến với chúng tôi. Với các hàng trang khoán của chúng tôi. Các bạn trẻ hãy đến với chúng tôi, các bạn trẻ hãy đến với chúng tôi. Các con đủ vị hoa quả. Thank you.